con mèo là như thế này không? Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi nhìn xung quanh. Một con cờ hó này, một đống cờ hó này, giết rồi, nó ở đây rồi, nó không khác gì con chó cả. Sợ không? Con này Min, Min nằm ngủ sướng thế Min hả? Mát mẻ sướng thế. Min nhìn thấy mày có giống ai không hả? Ờ, ở đây từ sáng đến tối. Hưởng điều hòa của shop free. Ừ, ăn thịt gà của chó luôn. Mày ăn ở đây, mày ở đây, mày ngủ đây luôn. Mày ăn nằm ở dề ở đây. Ừ, cái đuôi kìa. Giết rồi, mày không khác gì một con chó luôn. Mày nhìn xem xung quanh này kìa. Một đống chó. Bình thường các con mèo khác nó phải tự trọng lắm cơ mà. Tại sao một mình mày lại kiểu này? Đây. Đây rồi, con mật nằm đây. Mặt. Mặt. Ừ. Mày tát cái con mật của tao. Rách cả mũi. Ừ. Xẹo đầy người. Xong bây giờ tao nói mày thì mày còn như thế. Cái đuôi của mày kia kìa. Min. Ong 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 ong. Ong ong lại đây. Ong lại đây. Xử nó. Con mèo này. Đôi khi là hết sức chịu đựng nhá. Con Min nhá. Mặt cứ căng ra. Ai nói cũng kệ, ai nói cũng kệ. Ở đây như một con chó. Không sợ chó gì cả, không hề. Tại sao thế hả Min? Con này admin của hội không sợ chó. Ừ. Quánh hết ở đây luôn. Coi như con chó nào hở ra là nó đánh hết. Mà thật ra là mày có phải mèo nhà tao đâu. Hả? Tại sao mày ăn dầm ở dê ở đây? Rồi mày biến chỗ này giống như của nhà mày vậy. Hử? Mà tao cũng kỳ lạ cơ, tại sao tao lại chứa chấp mày cơ? Chỉ là cái bụng ra đi xem mình mỡ cằn. Ừ, đây. Này toàn mỡ không à? Nhìn cái bụng đi. Sợ thế. Mà tao cũng không hiểu nổi tao luôn đấy, tại sao tao vẫn cứ cố gắng tao chứa chấp mày ở đây. Ừ? Ăn ở đây, ngủ ở đây. Rồi đánh cả chó ở đây nữa. Sợ quá. Min, đi lên trên kia ngồi đi. Sợ lắm. Con mèo lầy nhất Vịnh Bắc Bộ. Quá lầy. Đấy, thấy không? Nó có ngán con chó nào đâu. Chết, ta thả bọn chó ra mà chết. Thả chúng nó ra. Để cho nó cho con này biết thế nào nó lấy lộ. Ông ra kia kìa, ông. Nào, thả ra. Ông. Nào, nào, sợ, sợ. Con này nó có ngán con nào đâu. Ông kìa. Đấy, thấy chưa, chết chưa. Thế tóm lại là vâu hay là chế? Chế cầm. Thế sao hôm nay mày bảo nó vâu? Đây đây. Đâu? Đây, cái viên cầm này nó dày hơn này, đây, đấy, nó bị chế xuống này. Quay nghiêng nó thế nào? Đây, nghe răng nó không bị ấy này. Quay đó nghiêng, đâu? Nghiêng cái mặt thế nào? Tên giang hồ của mình. Đã bảo em là vâu à? Mình vâu. Mình vâu. Min, con gái con đứa mà sao để bảo vâu à? Hả? Mai sao mình con cá ngay giữa bụng này. Tên ta. Thật ra là hơi lầy tí thôi, em hơi lầy tí thôi nhỉ. Nó là người phán thử người sao mày đấy. Sống tình cảm. Sống tình cảm. Ai cũng quấn, ai cũng theo nhỉ. Thật ra con này nó không giống con mèo lắm. Con mèo bọn mèo nó không như thế. Ừ, thế nhất là nó là Min Alaska. Không, Min Vâu đi, gọi là con Min Vâu đi. Min Vâu. Nghe nó chất hơn. Đứng ra đây xem nào cho sáng. Ăn là quan trọng nhất cái quán này. Ừ. Thứ khác có hay không? Không quan trọng. Không quan trọng. Suốt ngày chỉ dình đến giờ ăn một cái là bắt đầu mò mặt ra ăn của chúng nó thôi. Tao cũng sợ mày thật đấy Min ạ. Mày nhìn cái bụng mày xem, kinh không? Mày nhìn cái bụng mày có khiếp không? Có con mèo nào mà đây này. Đừng có sờ bụng tao. Cái này. Ghê quá. Cái cạo lông rồi. Cạo con này đi rồi nhìn nó như một con lợn vậy. Mèo. Min vâu. Thôi đi ngủ đi. Nha. Ừ, đây, phát ở nữa nè. Lật. Ừ. Thoải mái nhờ. Một mình ở shop thoải mái nhờ. Bọn kia bị nhốt hết rồi. Làm gì cũng được. Ừ, mình muốn làm gì cũng được. Cho con cá ra. Lấy cho nó con cá. Tặng cho Min con cá. Hay là mua Min lại nhá, mua nuôi nhá.
đấy, ừ, ôm cá mà ngủ, sướng không? Thấy không? Đấy, cá ở cửa hàng tao bán đấy, lấy ra cho mày chơi luôn đấy, cho nó. Mày sướng nhở? Con này nó sướng nhất cái số mày luôn mà. Ừ, nhổ thích thế. Cuộc đời mình tự do tự tại nhở? Chả ai nhốt mình. Ừ, mỡ bên mỡ bên nào nằm nằm bên nào mỡ rồi thôi mình. Mua nhá, mua min về nuôi nhá, được không nhá? U nhổ sướng nha. Con kia đang chửi thề. Bọn kia thì bị nhốt nhá, một mình mày thì mày nằm phè phỡn ngoài này. Cầm phất cùng người luôn. Cuộc đời thật lắm bất công mà. Ui dồi. Đấy, thôi cho nó con cá này luôn. Tao quyết định là hôm nay tao sẽ về, tao hỏi chủ mày, tao mua mày nha. Vì đằng nào mày chẳng ở đây, đúng không? Ngày nào mày chẳng ở đây. Tao không thích ngày nào mày không ở đây cả. Ăn ở đây, ngủ ở đây. Giờ mà tao tính tiền là nhiều phết ở đây mình nhá. Nha. Tính tiền hàng ngày là nhiều phết rồi nhá. Ừ, tiền trông giữ. Có biết bảng giá ở đây trông giữ là bao nhiêu tiền không? Mày được mấy cân rồi? Được mấy cân rồi? Con Min được mấy cân? Tao thôi tao tính nhẹ nhàng dưới 3 cân nhá. Để tao tính rẻ nhá. Ba dưới 3 cân là 100 nghìn một ngày nhá. Nếu mà tao tính ra mày ở đây phải mấy tháng rồi. Mày nhìn đồng mỡ của mày đi. Ừ. Mày ở đây phải mấy tháng rồi. Trời ơi, nhìn cái con mèo. Có cái con mèo nó như thế này không? Không có một tí tự trọng nào cả. Sống giữa một bầy chó. Minaraka. Sợ nghe thế. Con mèo. Min lầy. Min có bắt chuột không Min? Ở sốt thỉnh thoảng có chuột đấy, Min bắt có chuột được không? Chuột chạy. Rồi dán nó đi. Dán nó lại. Anh đứng lên bốn cái chân. Ra đứng lên bốn cái chân. Sân nghèo đấy. Đứng bốn cái chân. Cho 5 ngựa ra. Sao sao vậy? Dạ. Đứa nào để cá ở đây? Đứa nào để cá ở đây để cho mày vào mày nghịch đây? Sao mày sướng vậy? Mày lên cả bàn làm việc mày ngồi nữa. Mày đi xuống đi, nhanh lên, nghe chưa? Đi xuống, nhanh. Đi xuống. Con này lì nhì. Thấy không? Ngồi là ngồi thôi. Mình thích là mình vào đấy mình ngồi thôi. Mình không cần ai, không có ai quan tâm đến ai cả. Tên sư đứa nào để cá ở đây? Đứa nào để cá ở đây? Này, cá đồ của shop bán nhá, nghe không? Không phải đồ để mang ra nghịch đâu, nghe không? Nghe chưa? Cảm giác như nó là chủ cái shop này vậy. Này,